Các kiểu áo ren mix trong áo váy sát nách của shop đây ạ. Chất liệu và dáng như nhau, chỉ khác tay ren thôi. Kiểu dáng trẻ trung, phù hợp nhiều lứa tuổi. Mặt trước là hai lớp ren lưới này, co giãn. Đường may rất là kỹ luôn mọi người nhá. Mặt sau là một lớp này. Chất co giãn 4 chiều, thoải mái dưới 60 cân mặc ok mọi người nhá. Có 3 kiểu này. Đây là kiểu 1 nhá, gồm đen, trắng và da nhá. Đây tay phối đây mọi người nhá. Đây là kiểu 2 này, gồm đỏ, da, trắng, đen và tay phối đây mọi người nhá. Và kiểu thứ 3 là tay hoa này, cũng gồm 4 màu, trắng, đen, đỏ, da nhá. Đây tay phối. Mình sẽ hô biến cho váy sát nách này nhá, chỉ trong một nốt nhạc thôi mọi người nhá, là mình sẽ có một chiếc váy có tay rồi. Tất cả mix với các đồ sát nách đều rất là dễ dàng luôn nhá.